Hello, chào mừng các anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của Vương Nancy. Và ngày hôm nay Vương sẽ chia sẻ với các anh chị em kiến thức để chúng ta kháng nghị tài khoản bị chết, xác minh thẻ ngân hàng. Thế thì để kháng được cái loại này thì chúng ta cần phải biết là nhận dạng nó, và cái dạng kháng 792 này nó có hai cách kháng khác nhau. Ok, thì chúng ta sẽ đi từng trường hợp một. Đầu tiên là nhận biết. Thế để nhận biết được đâu là con tài khoản quảng cáo là con tài khoản quảng cáo bị chết 792 thì chúng ta cần phải biết rằng là gì? Tài khoản này khi mà nó bị chết thì thường do chúng ta thêm thẻ hoặc là do chúng ta lên cam mới, nhân bản cam, đăng cam thì cũng dẫn tới tình trạng bị chết như này. Và rất nhiều người bị nhầm lẫn là cái tài khoản này nó bị chết 273, bởi vì là ngay khi nó chết ấy, nó sẽ không có cái dòng xác nhận tài khoản ở đây, nó chỉ đơn thuần là báo chúng ta tài khoản bị vô hiệu hóa thôi, nó không có dòng xác nhận tài khoản. Thế trong trường hợp mà ngay khi nó chết, chúng ta cần biết được rằng là xem mà nó có phải là chết 792 hay 273 thì chúng ta cần phải vào cái tab công cụ ở đây và chúng ta vào chất lượng tài khoản quảng cáo, được chưa? Sau khi vào chất lượng quảng cáo thì chúng ta kéo xuống dưới, kéo ở cái mục tài khoản quảng cáo này, chúng ta kéo và tìm nếu cái tài khoản đó nằm ở khu vực trên này và chúng ta click vào được thì đây là tài khoản chết 273. Còn nếu trong trường hợp mà nó có cái phần bị hạn chế đây này và chúng ta kích không thể kích nổi, không kích được thì con này là con bị chết 792, được chưa? Thì đây là cách nhận biết. Rồi thế thì cách để kháng thì khi kháng cái loại tài khoản này nó có hai cách kháng. Cái kháng thứ nhất ấy là với trường hợp mà Facebook có gửi thanh toán $1 xác minh cho chúng ta thành công và có gửi cho chúng ta một cái mã 4 số. Đây, thì trong trường hợp mà cần kháng này, các anh chị em vào trong trình quản lý quảng cáo của nó và load lại F5 lại, được chưa? Hoặc chúng ta vào thẳng mục lập hóa đơn này, chúng ta cũng sẽ tìm thấy cái nút xác minh thanh toán ở đây. Nếu nó không có, chúng ta cứ đi vòng quanh đây, xác minh thanh toán đây. Thì đôi khi nó không có, chúng ta cứ đi qua 3 địa điểm: thứ nhất trong trình quản lý quảng cáo, thứ hai trong cài đặt tài khoản quảng cáo, hoặc trong lập hóa đơn. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái nút xác nhận tài khoản này, và khi chúng ta ấn nút xác nhận tài khoản thì ngay lập tức Facebook sẽ load ra chúng ta một cái màn hình mới và hỏi đây này, Facebook sẽ gửi cho bạn một giao dịch $1. Rồi thì ở cái trong cái trường hợp mà khi mà Facebook gửi chúng ta một giao dịch $1 này, nếu trong trường hợp nó gửi thành công ấy thì sẽ có một cái mã gửi về cho cái tài khoản, cho cái số điện thoại mà các anh chị em có đăng ký nhận biến động số dư. Hoặc là nếu không có, trong vòng 30 phút sau mà không có, anh chị em gọi thẳng lên tổng đài ngân hàng và cung cấp các cái thông tin mà nhân viên ngân hàng người ta muốn chúng ta cung cấp, thì họ sẽ cấp cho chúng ta cái mã 4 ký tự để chúng ta làm, được chưa? Và không, sau khi ấn bắt đầu, nếu nó thành công, nó sẽ xuất hiện cho chúng ta một cái màn hình, một cái cửa sổ để chúng ta nhập 4 ký tự. Còn nếu trong trường hợp mà nó không thành công ấy, thì nó sẽ báo đỏ ở đây, nó sẽ báo đỏ luôn ở đây. Thế cái 4 ký tự thì rất đơn giản, nếu anh chị em có mã là anh chị em nhập vào là thành công ngay. Nhưng nếu trong trường hợp mà nó báo đỏ không thành công thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào, được chưa? Đây mới điều quan trọng. Chậm hay sao? Đây nó báo đỏ như thế này, chúng ta không làm gì được, chúng ta không nhận được mã. Còn bình thường nó sẽ hiển thị cửa sổ mã ở đây, chúng ta điền mã vào là xong rồi, là về ngay lập tức. Còn nếu trong trường hợp mà gặp cái tình trạng như thế này thì chúng ta cần phải kháng mất khoảng 1 đến 2 ngày thì nó mới về. Ok, thì đầu tiên ấy, khi mà bị như này, các anh chị em chụp lại, chụp màn hình lại, được chưa? Thì cách chụp thì các anh chị em dùng tổ hợp phím Ctrl Alt A giữ với máy Windows đấy, các anh chị em giữ cùng lúc ba cái phím này để tạo ra một cái khu vực để cho chúng ta chụp ảnh, chúng ta chọn vùng. Thì tôi chụp và tôi lưu lại ở màn hình desktop. Đây, lưu lại và đặt tên nó là 3 con 1 đây. Lưu lại. Rồi, sau đó tôi sẽ dùng cái link 792 này để tôi kháng. Đây, kích vào link 792. Được chưa? Thì khi kích vào link 792 ấy, thì nó ra một cái phần kháng nghị ở đây. Ai chưa có cái link này thì có thể kích vào phần mô tả thì sẽ thấy link, hoặc là các anh chị em nhắn tin lên Facebook này. Được chưa? Tôi sẽ gửi link cho các anh chị em. Hoặc ai gặp khó khăn gì trong việc kháng nghị có thể hỏi. Rồi thì đầu tiên phần ai là chủ thể sở hữu thì điền tên cái con via kháng. Ví dụ con via kháng này nó tên là Link Plus. Đây, chủ của con via kháng. Đây là Link Plus. Thì mình copy tên cái link tên. Rồi sau đó mình dán vào đây.
rồi mình chọn tài khoản cần kháng là cái con tài khoản 179-2 này. Đây, chọn tài khoản 179-2. Rồi, sau đó phần tích này chúng ta tích cả ba. Rồi phần ảnh này thì chúng ta chọn tẹp và chúng ta chọn mục desktop. Đấy, nhớ là chúng ta phải chụp ở cái phần này, thì làm nào lấy được nó thì các anh chị em bắt buộc phải ấn vào xác nhận tài khoản. Sau khi ấn xác nhận tài khoản nó sẽ ra toàn một cửa sổ và chúng ta ấn bắt đầu. Bắt đầu nó báo lỗi đây. Thấy chưa? Thì chúng ta chụp ảnh lại cái lỗi này. Rồi, sau đó chúng ta chọn tải ảnh này lên. Thôi, thì lý do thì các anh chị em ghi là reactive my account now. Rồi, sau đó anh chị em gửi. Thấy chưa? Thì tôi đã kháng thành công cái dạng này rất là nhiều, và ngày hôm nay là ngày 23 tháng 9 này, thì đã kháng gần như là 100%. Nên tôi chia sẻ với anh chị em này chúng ta biết. Thì ngay sau khi chúng ta kháng đây thì chúng ta chờ một lúc, nó có một cái thông báo nữa. Sẽ có một cái thông báo nữa. Đây cái nick mà tôi thường hay kháng. Đây, nó vừa về đây. Rồi. Sẽ có một cái thông báo nữa. Có thể là cái thông báo này, hoặc là một cái thông báo này mới quan trọng này. Thông báo này thì không quan trọng, nhưng còn cái thông báo khác. À, nó có một cái thông báo như này. Tức là yêu cầu này có 4 hoặc 5 chữ số này, gửi. Thì vì là gì, chúng ta ấn gửi như này, nhưng mà Facebook nó không gửi, được chưa? Nên là gì, lúc này chúng ta sẽ không cần phải làm gì cả, mà chúng ta spam lại cái dòng này, reactive my account. Dán rồi, được chưa? Và ấn gửi. Thì thường tôi spam 3 lần. Và đây là những cái kết quả này, những kết quả ngày hôm nay tôi kháng được này. Tìm cái đây, khu vực này là khu vực kháng về đây này. Anh chị nhìn này, kết quả tôi kháng này. Được nhiều lắm, kháng đều thành công cả nhé. Đây, hy vọng là cái kiến thức này sẽ giúp anh chị em giải quyết được vấn đề của mình. Bởi vì nhiều khi là tài khoản đang chạy quảng cáo ấy, chúng ta ấn nhân bản nên nó cũng bị chết dạng này. Đây, các anh chị nhìn này. Đây là lần đầu tiên này, đây là lần đầu tiên ấn kháng qua cái link 792 và có gắn ảnh này. Tiếp tục này, nó phản hồi về này. Đấy, yêu cầu một dạng 4 số này. Tôi spam lại dòng này. Được chưa? Đấy, ai không có thì cũng có thể IP vào để tôi cho. Tôi spam 3 lần. Thì sau đó thì đây nó phản hồi lại này. Được chưa? Kích hoạt luôn. Hoạt động bất thường và chúng tôi xin lỗi việc này. Đây, kích hoạt lại. Được chưa? Kể từ lúc kháng là 00 giờ cho đến 19 giờ, tức là 00 giờ hôm trước cho đến 19 giờ hôm sau. Tiếp tục đây, con tài khoản này. Không phải. Đây, con này về. Được chưa? Không có từ chối đâu, về hết. Đây, về. Kích hoạt. Tiếp tục đây, kích hoạt này. Thấy không? Và cách làm y hệt như vậy. Rồi, thì vừa rồi tôi đã hướng dẫn anh chị em cách kháng, tức là gì, chúng ta kháng thông qua link 792, được chưa? Chúng ta kháng và chờ nếu nó có thông báo, xem có thông báo chưa. Đây, thông báo phản hồi. Thông báo phản hồi dạng này thì thôi, nhưng nếu nó thông báo phản hồi cái dạng mà yêu cầu chúng ta gửi 4 mã số ấy, chúng ta spam lại, được chưa? Rồi, thì đây là một lần kháng, chúng ta cần phải kháng thêm một lần nữa kiểu như thế này nữa thì tỷ lệ về nó mới cao này. Chúng ta vào một cái tài khoản để tôi kiếm cái tài khoản thì để cao là cái dạng này này. Đây, cái dạng này chị ạ. Thì không biết là có phải ở cái link này hay không, thì để tôi thử sang một cái con view khác. Bởi vì cái dạng này ấy, thì đây này, khi chúng ta ấn xác nhận tài khoản cái dạng này nó có một cái chữ xác nhận màu khác cơ, không phải màu này. Nếu tìm một cái chữ xác nhận màu khác thì khi anh chị em ấn xác nhận tài khoản, nó sẽ ra một cái cửa sổ bên phải này. Thì kháng bồi này, cái cửa sổ dạng này này, thì kháng bồi về rất là nhanh. Chờ từ chút, kết hợp cùng với hai cái kiểu kháng. Ấn xác nhận này, dạng này nó ra đây rồi. Rồi con có chữ đỏ ở đây cơ.
Bây giờ tôi sẽ gửi kèm theo cái link dạng này cho các anh chị em, và cách anh chị em làm để muốn kéo được ra cái dạng này ấy, thì anh chị em chỉ cần thay ID tài khoản vào đây thôi. Được chưa? Anh chị em chỉ cần thay ID tài khoản vào thôi nhé, thì sẽ ra được cái cửa sổ dạng này. Tôi nghĩ vậy. Đây này, nó là dạng này, entry point này, entry point này. Thì mình chỉ cần thay cái link vào đây thôi, và chúng ta sẽ lấy được cái dạng kháng dạng này nữa. Cái ID tài khoản ở đâu chúng ta lấy đây này, nó chính là cái ID này này. Được chưa? Chúng ta vào trong chất lượng tài khoản quảng cáo cũng được. Trong chất lượng tài khoản quảng cáo chúng ta sẽ thấy cái ID của cái con tài khoản quảng cáo bị hạn chế 30 ngày đấy. Đây. Copy cái ID này. Và chúng ta vào đây. Chúng ta vào cái link của tôi và chúng ta thay cái ID vào đây thôi, dán cái ID vào đây. Và chúng ta chuyển được sang cái con tài khoản cần kháng và nó ra, có thể nó sẽ ra. Bởi vì tôi chưa hề kéo cái link dạng này. Đây này, nếu những cái con nào mà nó có báo cái xác minh đỏ như thế này thì các anh chị em ấn vào nó sẽ ra đây, nó sẽ ra được cái cửa sổ này. Đấy, các anh chị em ấn vào nó sẽ ra được cái cửa sổ này. Thì chúng ta kháng bồi, ví dụ vừa rồi là tôi có kháng cái con 1792 này, bây giờ tôi kháng lại và tôi cũng tích cùng lúc là ba cái dòng này, và tôi ghi là active my account now. Được chưa? Và tôi ấn gửi. Đấy, nhớ là luôn luôn tích cả ba dòng này nhé. Và sau khi mà mình đây như vậy là mình làm cùng lúc hai lần, hai kiểu, một lần là đi thông qua đường link 792 này. Được chưa? Và chúng ta kháng theo cách này, và một dạng là chúng ta kháng trực tiếp trên trình quản lý quảng cáo này luôn. Đấy. Và cái phần link này thì tôi không chắc rằng là nó sẽ ra được cái dạng này ngay lập tức cho anh chị nhé, nhưng mà tôi sẽ có gắn link ở đây cho anh chị, và chúng ta chỉ cần dán cái ID tài khoản quảng cáo anh chị cần kháng vào đây thôi, thì hy vọng nó sẽ ra cửa sổ này và chúng ta kháng bồi một lần nữa bằng cách này nữa. Thì nếu các anh chị em kháng, bởi vì tôi thường là tôi sẽ kháng bằng hai kiểu như thế này, và khi tôi kháng hai kiểu như này thì tỷ lệ về rất là cao nhá. Được chưa? Thì hy vọng rằng là những kiến thức này thì đây vài giây trước này. Hy vọng là những kiến thức này sẽ có ích cho anh chị em trong quá trình chạy quảng cáo của mình. Và tôi là Vương Nancy, tôi có cung cấp các dịch vụ đào tạo chạy quảng cáo, rồi hỗ trợ xây dựng hệ thống cho các bot, rồi cung cấp các cái dịch vụ như là chạy ad, chạy quảng cáo thuê, hay là cung cấp nhân sự ad, và đặc biệt là cung cấp các cái nguyên liệu để chúng ta chạy quảng cáo. Nếu anh chị em trong quá trình mình chạy gặp bất kỳ khó khăn gì, có thể IB hỏi Vương, hoặc là nếu mình bận quá không làm được, hoặc cần một đơn vị chạy quảng cáo chuyên nghiệp thì cũng có thể liên hệ với mình. Ok, chúc anh chị em thành công trong con đường kinh doanh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.